cậu út nhà bằng Kiều mới học mẫu giáo đã viết thư ghen tuông. Bức thư này khiến không ít người buồn cười thích thú vì sự vô tư của trẻ con. Vợ cũ bằng Kiều, ca sĩ Gigi Phương Trinh đã khiến không ít người bất ngờ khi chia sẻ bức thư của một cô bé học cùng lớp mẫu giáo viết cho Kenji, cậu con trai út. Trong lá thư, cô bé có tên Lam Anh đã viết về bản thân cảm thấy tức tối vì Kenji làm cho một bé gái khác có tên là Emma một món đồ. Thậm chí Emma còn nói rằng Kenji là bạn trai của mình. Điều đáng chú ý, ngoài bức tâm thư, cô bé còn gửi cho Kenji một tờ giấy có vẻ biểu tượng trái tim tan vỡ. Trời ơi, em ấy mới học mẫu giáo thôi mà đã có gái viết thư ghen tuông rồi. Kiểu này mai mốt mẹ phải nhức đầu với chuyện gái cũ của em đây rồi. Mẹ tạm dịch nội dung lá thư của một bạn nữ trong lớp viết cho Kenji như thế này nhé. Kenji, bạn Emma nói với tớ là bạn đã làm cho bạn ấy một món đồ gì đó. Và bạn ấy nói bạn là bạn trai của bạn ấy. Nhìn đằng sau là bức vẽ một trái tim tan vỡ. Kenji, you know Emma said that to me. She said you must something for her. And she said you are her boyfriend. Looking the best, love than anh. Ca sĩ Gigi Phương Trinh cho hay. Rất đông bạn bè của nữ ca sĩ đã dành những lời bình luận thú vị cho bức thư này. Bằng Kiều và Gigi Phương Trinh đã có 3 người con, Beckham, Colin và Kenji. Sau khi bố mẹ chia tay, ba bé đều sống với Gigi Phương Trinh. Tài khoản Doraemon đã viết, Kaka, em ấy mới lớn mà đã đào hoa quá, mới gần 6 tuổi mà đã làm một trái tim tan vỡ rồi. Kenji con cực quá, ngưỡng mộ con lắm luôn. Bố bằng Kiều mẹ Gigi nên mừng cho em ấy chứ, vì con hơn cha là nhà có phúc. Tài khoản Ngọc Lan Vũ hào hứng, ha ha, mới học mẫu giáo mà bé gái đã viết nhiều thế kia cơ, lại là người Việt nữa chứ. Facebooker Chelsea Vũ cũng hài hước, ôi cái ông bạn Kenji này thật là tuổi trẻ tài cao, mình 30 tuổi rồi mà chưa có một gái nào tỏ tình như thế này, có lẽ mình phải xách dép học tập ông bạn này thôi. Mr. Đàm đáp trả sốc khi học trò xinh như mộng bị chê khi đăng quang Bolero. Tối ngày 15 tháng 6, Helen Thủy, trò cưng Mr. Đàm đã chính thức lên ngôi quán quân thần tượng Bolero. Tuy nhiên, chiến thắng này cũng xảy ra không ít tranh cãi khi nhiều khán giả cho rằng ngọc nữ Bolero chưa biểu diễn ra chất Bolero, quá cầu kỳ về mặt hình thức nhưng thiếu cảm xúc khi hát. Thậm chí, có không ít ý kiến cho rằng cô gái này lên ngôi đều do fan của Mr. Đàm quá đông và chịu chi. Trước những lùm xùm liên quan đến ngôi vị quán quân của học trò, Mr. Đàm đã lên tiếng phản pháo. Anh khẳng định, nếu bảo chiến thắng của Helen Thủy ngày hôm nay đều do tôi kêu gọi mới có được, thì chẳng khác nào các bạn đang ám chỉ những khán giả bình chọn cho cô ấy là những kẻ không có lỗ tai, không biết nghe nhạc, đến mức người khác nói gì cũng răm rắp nghe theo mà không biết phân biệt hay dở. Nếu học trò của tôi thực sự kém tài và hát không hay, họ đã không đồng lòng và cùng bình chọn cho cô ấy với lượt vote cao đến thế. Nam ca sĩ cho biết thêm, trong cuộc thi này, anh cũng không phải là người duy nhất có sức ảnh hưởng hay lượng fan đông đảo, bởi các huấn luyện viên còn lại như Ngọc Sơn, Lệ Quyên, Quang Lê cũng có đối tượng khán giả riêng và đến từ mọi miền đất nước. Nhưng điều quan trọng là may mắn đã đứng về phía ai. Riêng với những bình luận tiêu cực đang hướng về học trò, Mr. Đàm cho biết anh có nghe dư luận ồn ào những ngày qua nên đã cấm Helen Thủy lên mạng đọc báo, xem các bình luận tiêu cực trên Facebook. Bởi dù có hàng trăm, hàng nghìn ý kiến chê bai thì cũng không một ai có quyền thay đổi được sự thật rằng quán quân thần tượng Bolero 2017 chính là Helen Thủy. Anh chia sẻ, không chỉ riêng ở chương trình này mà hầu như ở bất cứ cuộc thi nào, người thắng cuộc cũng bị áp lực vì dư luận cứ soi mói, tị nạnh, so sánh với người này, người kia. Nhưng showbiz là như vậy. Nam ca sĩ nói thêm, ngay từ ngày đầu làm huấn luyện viên thần tượng Bolero, anh đã dạy học trò phải tập đối mặt với thị phi. Dù ai chê bai, chỉ trích cũng phải đứng vững và giữ lập trường của riêng mình. Đàm Vĩnh Hưng tự hào cho biết, tôi bảo họ hãy nhìn vào Đàm Vĩnh Hưng này mà xem. Có tháng nào tôi không vướng phải scandal, không bị khán giả chửi bới thậm tệ. Vậy mà tôi vẫn đứng ở đây, là một trong những ca sĩ đắt show và có mức cát xê cao ngất ngường. Tôi thành công là do tôi luôn là chính tôi, chứ không phải vì tôi là con rối của dư luận. Nam ca sĩ tâm sự, suốt thời gian qua, đi đến đâu anh cũng nỗ lực kêu gọi khán giả hãy dành thời gian lắng nghe và bình chọn cho Helen Thủy. Khi nghe học trò của mình được xướng tên, nam ca sĩ cảm thấy rất hãnh diện, sung sướng vì sự nỗ lực của cả team đã được đền đáp xứng đáng. Anh vui vẻ nhắc lại, tôi đã từng làm huấn luyện viên của rất nhiều chương trình và từng rất nhiều lần đứng nhìn học trò đội khác đăng quang.
điển hình như cuộc thi The Voice. Nhưng cũng từ những lần thất bại đó, tôi đã có nhiều kinh nghiệm để đường đường chính chính được bước lên bục vinh quang của ngày hôm nay. Về phía Helen Thủy, Ngọc Nữ cho biết cô đã nghe qua những lời bình luận tiêu cực về mình nhưng chấp nhận, bỏ qua và không để tâm. Hot Girl Bolero cho biết có thể hôm nay người ta chưa dành tình cảm cho mình, nhưng biết đâu trong tương lai họ sẽ thay đổi suy nghĩ khi thấy tôi học hỏi, nỗ lực nhiều hơn để hoàn thiện bản thân. Trước tin đồn cho rằng gia đình Helen Thủy có tiềm lực về kinh tế nên đã giúp cô giành được chiến thắng tại cuộc thi này, trò cưng Mr. Đàm khẳng định bố mẹ cô chỉ là những người làm nông bình thường. Helen Thủy tâm sự, sau khi tốt nghiệp lớp 12, tôi đã một thân một mình ra Hà Nội sinh sống, học tập mà không dựa dẫm vào bố mẹ. Ngay cả cuộc thi thần tượng Bolero, tôi cũng tự mình đăng ký đi thi và chưa từng nghĩ sẽ có ngày giành được giải quán quân. Lộ ảnh vợ cũ Lâm Vĩnh Hải phẫu thuật mũi và tiêm môi. Lý Vân Châu, vợ cũ của Lâm Vĩnh Hải, đã sẵn sàng chi ra 100 triệu đồng để thay đổi nhan sắc. Sau cuộc hôn nhân ồn ào với Lâm Vĩnh Hải, Lý Vân Châu dần ổn định cuộc sống bên con gái nhỏ, cùng những tất bật với công việc quản lý nhóm nhảy MTE. Bên cạnh đó, cô cũng thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng khi thời gian gần đây liên tục xuất hiện với diện mạo mới xinh đẹp. Thậm chí, Lý Vân Châu không ngần ngại chia sẻ hình ảnh và thừa nhận mình phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp hơn. Phụ nữ sợ nhất không phải người khác đối xử không tốt, mà đó là bản thân không trân trọng chính mình, vợ cũ Lâm Vĩnh Hải từng chia sẻ. Và sau đó, lý do để Lý Vân Châu quyết định chi 100 triệu phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi, sau khi trải qua một câu chuyện buồn, tôi mới nhận ra đã bỏ bê bản thân và đến lúc tôi nên tự chăm sóc bản thân. Tôi vốn dĩ không thích chiếc mũi của mình, tôi đã ấp ủ suy nghĩ sẽ thay đổi dáng mũi từ rất lâu rồi, khoảng 7-8 năm nay, vì nhiều lý do mà tới tận bây giờ tôi mới dám thực hiện. Vợ cũ Lâm Vĩnh Hải không ngần ngại chi số tiền lớn để trùng tu nhan sắc. Được biết, Phương Châu chọn nâng mũi theo công nghệ 360 mới nhất hiện nay. Ngoài ra, cô cũng thực hiện việc tiêm môi để trở nên gợi cảm hơn. Tôi không cho rằng phẫu thuật thẩm mỹ là xấu, dù là nam hay nữ, đều có nhu cầu làm đẹp, Lý Phương Châu nói. Giang Hồng Ngọc không xấu hổ khi bố lái taxi. Ca sĩ tâm sự cô muốn bố có niềm vui từ công việc làm thêm mỗi khi mẹ con cô vắng nhà. Giang Hồng Ngọc đang cùng mẹ lưu diễn ở Mỹ. Trong lúc rảnh rỗi, mẹ con cô đi mua quà cho bố nhân ngày của cha. Ca sĩ cho biết cô liên tục gọi điện về nhà để nhắc nhở bố ăn uống, giữ gìn sức khỏe, đến mức ông phải bật cười vì con gái nhiều chuyện. Theo Giang Hồng Ngọc, cô lo lắng sức khỏe của bố bởi mỗi lần con gái đi diễn xa, ông đều tranh thủ lái taxi để kiếm thêm. Trước đây, bố Giang Hồng Ngọc từng giấu chuyện này vì không muốn con gái phải áy náy và xấu hổ với mọi người. Nhưng khi biết chuyện, ca sĩ phản ứng ngược lại. Cô nói, tôi không ngại việc bố lái taxi, dù hiện tại hai chị em cũng đã đủ khả năng để lo cho gia đình. Tôi động viên bố hãy làm những điều ông thấy vui, miễn phù hợp với sức khỏe, vì dù sao ông đã 60 tuổi. Bố tôi hay phải ở nhà một mình nên dễ buồn. Việc lái taxi giúp ông có một khoản riêng để sử dụng, cũng như tìm được niềm vui khi vợ con vắng nhà. Giang Hồng Ngọc cho biết, bố luôn thầm lặng theo dõi và ủng hộ sự nghiệp ca hát của cô. Năm 14 tuổi, ca sĩ học nhạc tốt hơn các bạn cùng trang lứa, nên được thầy cô ưu ái giới thiệu tới nhiều địa điểm tổ chức sự kiện. Người chở Giang Hồng Ngọc đi diễn là bố. Hồi đó, hai bố con đi bằng chiếc xe máy cũ, mua lại với giá 7 triệu đồng. Tôi vẫn nhớ hàng đêm, bố đậu xe đầu đường, một nhà hàng ở huyện Hóc Môn, quận 12. Có hôm mưa lớn, tôi sợ ông có chuyện nên chạy ra đứng nép bên hông xem. Thấy bố lấy áo mưa, đem theo trải dài trên xe nằm đợi con gái. Chương trình kết thúc lúc 23 giờ. Khi ra, tôi thấy bố ướt hết người tím tái vì lạnh. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy thương đến rơi nước mắt, Giang Hồng Ngọc nghẹn ngào. Sau đó, Giang Hồng Ngọc bị bệnh nặng nên phải nghỉ hát. Suốt một năm, bố cô là người đưa con gái út đi chạy chữa. Khi khỏi được một thời gian, giọng ca giấu tình sầu tham gia cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và đạt giải tư, cô dùng tiền giải thưởng để mua cho bố một chiếc xe. Hai bố con lại tiếp tục chinh chiến các sự kiện, cuộc thi.
ngày Giang Hồng Ngọc đạt giải X Factor năm 2014, bố cô đứng một góc khóc vì mừng cho những cố gắng của con gái được đền đáp. Thời gian tới, Giang Hồng Ngọc tiếp tục giới thiệu tới người hâm mộ các dự án âm nhạc mới. Ca sĩ cũng muốn bố được nghe con gái hát những ca khúc nhạc xưa mà ông thích.